Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải một lần nữa nè mọi người. Sau trận Tống Kim vừa rồi thì Khải được top 6, thì bây giờ thì Khải chuẩn bị đến chương trình là mở bảo rương for cho 7 tiếng nè mọi người. Và bảo rương này thì có thể mở ra được vũ khí này nọ luôn nha anh em. Trang bị vũ khí này nọ luôn và sẽ ngẫu nhiên nhận được một trang bị tím chưa ép từ 2 đến 6 dòng nha mọi người. Và các loại hoặc là các loại cái đá ép nha anh em, có thể ra là đá này nọ nha anh em. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở nè. Rồi ok. Bây giờ thì Khải sẽ lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường để mở nha em ơi. Ok, một khu vực khá là đẹp mắt cho anh em xem. Rồi, cố gắng kiếm cái nọ 6 dòng ai, nọ 5 dòng anh em ơi, nọ 5 dòng là cũng được rồi. Ok, chúng ta sẽ lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường, một nơi vị trí khá là đẹp mắt và phong thủy khá tốt anh em ạ. Rồi mấy hôm mà Khải hay đứng chỗ cái cầu nè. Hôm Khải hay đứng chỗ cái cầu này. Bây giờ chúng ta sẽ ra đứng chỗ cái vườn đào đi. Đó. Vườn đào đây mà. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở nè mọi. Chúng ta sẽ mở bói từng cá thực ra cái gì nha. Đây chúng ta sẽ ép vô góc này. Mở nha anh em. 1 2 bụp. Bụp. Khui hai món trước, khui khui. Khui cái nó. Một cái áo. Một cái kiếm. Ôi trời ơi. Áo rồi kiếm anh em ơi. Khui. Kiếm mọc. Ôi trời, kiếm mọc. Lấy luôn. Ơi áo họ hai dòng à, mọc hai dòng vứt nè mày, hai dòng vứt nè mày. Khải cố gắng ép cái nó này hai ô là nó nè. Hui nắm nó năm dòng kim rồi, hai ô. Ôi cái nón hai ô nè mày. Ok súng đao. Ôi được một cái cục khoáng thạch nè mày. Trời ơi, sao toàn hai dòng không vậy, what the hell. Còn 5 rương nè mọi người. 1 2. Cái này nó có ra thế giới không được hả? Cái này nó ra thế giới không? Không mọi người. Mở cái này không ra thế giới nè mọi người. Hui nè. Hello anh em vô nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Ôi một dòng rồi. Trời ơi cái kiếm nữa. Ủa. Ôi lại ra một cái cục khổng tước thạch hợp mộng nè. Lại cái kiếm 2 dòng nữa. Sao tồn 2 dòng không vậy? Trời ơi à, nhỏ dữ rồi ta. 3 cá luôn nha em ơi. 1 2 3. À 9 rương này thì Khải đầu tư đỡ Khải lên trang này nó hết 9 tiếng đồng hồ nè em ơi. Cứ 1 tiếng trung bình 1 rương. Và Khải tốn hết gần 2 kim nha em. Tốn hết gần 2 kim đỡ được 9 rương. Thì 2 kim khoảng tầm 150.000 nữa em ơi. Mong sao sẽ ra được đầu hot một chút cái món nào nè em ơi. Rồi rác luôn, không có cái nổ nào luôn. Trời dòng đá không. Trời. Auto 2 dòng what the hell, bao nhiêu công sức của mình nè em ơi. Rồi. Cái này rác hết em ơi. Rác không. Rác tổng 2 dòng không. Tổng 2 dòng à, nhỏ vãi. Rác không em ơi. Không có cái nào vào 4 dòng luôn em ơi. Vãi chướng thiệt. Ngày đầu tiên mở kiểu này to này. Động lực đâu nữa mở nè. Hết 2 kim anh em ơi. 2 kim anh em ơi. Nội tốn hết 2 kim rồi. 9 giờ chanh. 9 giờ đồng hồ chanh nữa. Thì tương đương là mất khá là nhiều công suất mà Khải mở khá là đen em ơi. Kim. Thôi rác hết luôn em ơi. Giờ hiện tại không có nào xài được luôn. Hai dòng đã tím còn hai dòng nó xốp hết em ơi. Xốp hết luôn nha mau thấy. Trời. Hai dòng xốp luôn rồi đỡ ghét em ơi. Rồi. Anh em xem video đừng quên đón lại Khải like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Đây thì kỹ năng tiềm năng của Khải em ơi. Hiện tại Khải đang top 8 nha em. Top 8 server. À, top 4 nhật ra đó. Kỹ năng thì mắt nội công và tổng vọng 16 điểm. Ừ khó nhai quá Hùng Vũ ơi, khó nhai vãi đái anh em ơi. Rồi chuẩn bị đi bot anh em ơi. Anh em xem video nhớ ủng hộ Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi, để lần sau có động lực làm tiếp tục mở rương những video tiếp theo nha anh em. Nói chung là khó nhai nè mà, mong đợi 4-5 dòng hợp kim rồi các kiểu mà nó ra toàn 2 dòng. Cái lại ba cái phôi rồi các kiểu và cái khó rồi đó.